Ok các bạn ơi, hồi sáng giờ mình điện cho thằng Tiện điện không có được để đi quay clip. Giờ tình cờ mình chạy ngang mình gặp nó đứa ngủ ở đây nè. Hồi hôm nó đi nhậu á các bạn. Để xe đây mình đi coi nó ngủ mê chưa. Ok các bạn ơi, giờ mình không biết cho nó bằng cách nào nữa, mình sẽ đi rước cameraman lại. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem, các bạn hay xem coi mình cho nó cái gì các bạn. Đây mình đi mua đồ các bạn để cho nó. Đường này khó chạy quá, nó dặn dặn nè các bạn. Chạy ngồi chân lọt xuống ruộng luôn các bạn. Bi á chị, có đá bi không? Có. Lấy 2.000. Đây các bạn ơi, mình mua đá rồi nè. Để ngồi mình bạc bỏ nước vô các bạn. Đây nè, đá nè. Chiếc này mày chết rồi nè. Cái tật mà nó đi nhậu nó không kêu mình các bạn. Ham ăn ham uống cho cố vô. Các bạn lái xe không các bạn? Xe ủi này của mình nè các bạn. Ghê chưa? Còn cái này không biết của ai nữa. Thôi mình tắt xe ở đây, mình dắt bộ đi vô đi để chạy xe vô nó nghe tiếng nó thức dậy nữa mất công nữa các bạn. Đây mình đập cho nó nhuyễn ra các bạn, mình bơm nước vô. Cho nó lạnh thiệt lạnh luôn á. Đi mình đổ lên mặt nó luôn. Này không biết có lũng nữa. Bỏ hai bịch luôn. Chứ này nó tấm lạnh luôn, tấm nước đá luôn. Mình mới rước cameraman về các bạn. Đây được rồi. Đi đường này nè. Các bạn coi nó nè, cái này nó chết đấy các bạn. Cái tật nó ham ăn ham uống. Đây nè các bạn, cái bịch nó lủng hết rồi nè. Đi lẹ lẹ.
Ê ơi. Chơi kỹ đi. Ướt mẹ hết rồi. Trời. Vô nó mũi em luôn á. Mũi cho anh kỳ cục quá. Trời, đang ngủ vô đổ vô nó mũi ta. Ai kêu đi nhậu rồi không kêu. Hả? Nhảy vô nó mũi em luôn rồi nè. Vô kệ đi. Nó lạnh. Đã không? Mát chứ. Chứ kỳ trời. Má không? Hả? Má không? Đã không? Sao sớm tắm rồi ba im mà em hả? Im không hả? Đã không? Đã không? Đang ngủ ngon à. Im không? Liêu liêu liêu. Giỡn gì đấy bà. Ôi trời. Đâu có cái này ăn ngon gì. Hên bữa nay không có đem điện thoại theo á. Ghê vậy. Đem thoại theo ướt hết luôn rồi còn gì nữa. Kệ đi, ai kêu ăn nhậu rồi không kêu. Nhậu không kêu gì. Nhậu cho cố vô ngủ quên. Điện không bắt máy luôn. Làm gì đâu á. Đang ngủ rồi trời. Thầy dép đâu kêu luôn nè. Đã không? Lạnh không? Hả? Cửa nhà tình mấy luôn rồi. Cái kệ đi. Ăn này đi. Không đi về đi. Cho nó giả gụ lại. Ăn này đi. Hết mệt chưa? Ok các bạn ơi, mình cho nó xong nó đuổi mình đi về luôn rồi các bạn. Giờ clip mình xin kết thúc tại đây. Anh em thấy hay cho mình một like hoặc là đăng ký kênh. Các bạn muốn cho mình cho nó cách nào hay nữa thì comment bên dưới cho mình biết. Đó. Giờ xin kết thúc tại đây. Tạm biệt và các bạn.